Uh, sau một thời gian dài thì cuối cùng series Gương đen đã quay trở lại, một series mà bản thân mình rất là tâm đắc. Cơ mà theo nhiều ý kiến mà mình tổng hợp được thì season 6 có vẻ là không lôi cuốn và thú vị bằng những mùa trước có thật là như vậy hay không? Sau đây là phần ý kiến của mình, thứ mà chưa chắc là bạn cần biết. Ở mục này mình sẽ kể sơ qua về nội dung nhưng mà sẽ giữ bí mật ở những cái chi tiết then chốt. Nếu bạn cảm thấy hứng thú thì hãy tự xem phim để mà tận hưởng trọn vẹn bộ phim nhé. Tập đầu tiên của mùa 6 có tên là John tồi tệ, kể về cuộc sống của một người đàn bà chán chồng. Dù anh này rất là tốt và là một người đàn ông an toàn, nhưng mà có vẻ như cái chuyện chăn gối khiến cô không thỏa mãn. Cái sự chán trường này ảnh hưởng đến John cả trong công việc khi cô lạnh lùng sa thải một nhân viên một cách đầy xấu tính. John còn được người cũ nhắn tin khiến Úi dục vọng nổi lên khắp nơi và sau một buổi dating tinh đầy dối lừa với bồ cũ john về nhà đóng vai một vợ hiền lên strawberry netflix với chồng nhưng không ngờ là trước mặt cô là bộ phim john tệ hại tất cả những góc tối của john được phơi bày lên một bộ phim được đóng bởi nữ diễn viên Salma Hayek và sau đó là một loạt những cú bẻ những cú vặn, cú xoắn nhằm châm biếm một vấn đề liên quan đến việc khai thác hình ảnh những người nổi tiếng, đặc biệt là diễn viên trong tương lai. Bản thân mình cảm thấy tập này ý tưởng khá là tốt, cách triển khai vẫn làm khán giả bất ngờ. Đấy là cái điều đã mang lại thương hiệu cho gương đen. Màn thể hiện của Annie Murphy với quả tóc nhìn na ná Cruella đã cho ta biết được rằng đây là cái nhân vật sẽ luôn bị nội tâm hành hạ. Tập phim này đã kích mạnh mẽ đến sự phát triển đến đáng sợ của công nghệ khi mà nó có thể sử dụng hình ảnh cá nhân của celeb trong tương lai để làm những thứ gây tổn hại nặng nề lên hình ảnh người đó. Nó cũng giống cái vấn nạn lừa Cờ đảo đang hiện hữu của một thứ gọi là deepfake. Hãy tưởng tượng một ngày nào đấy, tự nhiên bạn thấy mặt mình nổi khắp mạng xã hội trong một video đồi trị mà bạn chưa bao giờ tham gia. Nghe sợ phết. Tập 2 của mùa 6 có tên là Lock Henry, kể về gia đình của một chàng trai người Scotland tên là Davis. Trước kia thị trấn của Davis là một khu du lịch tấp nập khách qua lại, nhưng rồi một tên sát nhân biến thái xuất hiện gây ra nhiều vụ án mạng lan truyền khắp các mặt báo nhiều năm sau, Davis lớn khôn trở về quê nhà với người bạn gái Pia, chuyên ngành của họ là làm phim và họ cần tìm một đề tài làm phim để mà tốt nghiệp davis vốn định giấu kín câu chuyện năm xưa với bạn gái nhưng mọi thứ bị bại lộ bởi một người bạn thời thơ ấu của davis cũng là chủ quán bar ế khách vì vụ việc năm xưa pia sau khi nghe xong câu chuyện thì ủa ôi để tài làm phim tốt nghiệp đây rồi mà đây không chỉ là tốt nghiệp đây là bộ phim viral vãi trưởng luôn và thế là cả hai bắt đầu lún sâu và phanh phui những bí mật khủng khiếp của vụ việc năm xưa bật mí cho các bạn là kẻ thù ác thật sự khá là bất ngờ đấy <laughs> nghe đẽo bật mí tí nào cả nhưng mà ừ tập này của series mang hơi hướng kinh dị trinh thám không nặng tính châm biếm lắm cái mà châm biếm nhất có lẽ là ánh mắt của mẹ davis khi mà thấy người yêu con mình mình thì không thích tập này lắm vì nó không mang cái tính châm biếm sâu cay nó chỉ là một câu chuyện trinh thám và có thể nói là khá xoàng dĩnh việc tìm ra kẻ thù ác cuối cùng cũng có thể là có một tí châm biếm nhưng với mình là chưa nặng đô và chưa đáp ứng được cái sự kỳ vọng của mình ở mùa 4 có một cái tập phim là Cá Sấu kể về hành trình tội ác của cô kiến trúc sư Mia và sự vạch trần nó qua một chiếc máy soi ký ức. Tập phim này cũng mang cái hơi hướng trinh thám và kinh dị nhưng mà cái tính hài đen, cái tính dark comedy của nó nặng và đã hơn nhiều. Nhất là cái kết. Tập 3 của series có tên là Beyond the Sea được đánh giá là tập phim hay nhất cả mùa kể về hai chàng phi hành gia đang làm nhiệm vụ trên tập vũ trụ ngoài không gian là Cliff và David để mà tránh bị căn bệnh trầm cảm dày vò thì người ta tạo cho họ hai phiên bản nhân tạo của mình ở dưới trái đất và bằng một công nghệ tối tân thì cứ ngoài giờ làm nhiệm vụ ra họ có thể đưa tâm trí của mình đến với nhân bản của mình để mà thư giãn và mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi mà gia đình của David bị một đám giáo đồ hippie tấn công sát hại cả nhà Nguyên nhân là vì chúng coi cái việc nhập hồn của hai phi hành gia là trái với tự nhiên. David dần rơi vào trầm cảm và thấy là Cliff làm người tốt cho David nhập vào xác của anh dưới trái đất một tiếng một tuần cho anh hít tí khí rời vẽ vời tí cho khuây khỏa nhưng mọi chuyện lại chẳng có gì cho đến khi david không chỉ vẽ nhà vẽ cây mà còn vẽ luôn cả vợ bạn cởi chuồng và Cliff sau khi biết chuyện thì cáo đến chọc đầu và chuyện gì xảy ra cũng phải xảy ra. Bộ phim có kết thúc khá là dễ đoán nên là các bạn hãy đoán đi. Tập này tuy được đánh giá cao nhất mùa 6 nhưng mà với mình thì nó lại nó lại chả bất ngờ lắm và khi xem không có cảm giác bị uầy bệnh thế. Điểm sáng của phim có lẽ chính là Aaron Paul khi mà diễn biến cảm xúc của anh được thể hiện khá là xuất sắc. Có một thứ cũng xuất sắc không kém, đó chính là tai nghe One Audio A70. Mẫu tai nghe không dây hiếm hoi trên thị trường có thời lượng pin lên đến 72 tiếng, tức là tận 3 ngày. Nhưng đỉnh cao hơn phải là mức giá của nó. Chỉ một triệu đồng A70 sở hữu màu đen không chỉ mang lại chất lượng về âm thanh mà còn phù hợp để trang trí phòng theo chủ nghĩa tối giản, đệm tai mềm và êm, làm từ chất liệu da cao cấp. Các phím thao tác nhanh được bố trí hợp lý cũng nên led để thêm phần màu sắc tặng kèm tối đựng tai nghe chỉ trong ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 cho khán giả của The Reviewer mua trên Shopee còn được tặng đồng hồ báo thức QTV màn hình led kiêm đèn ngủ trị giá 299k chi tiết là phần mô tả ở bình luận tai nghe này còn có nhiều màu nữa xịn vậy quay trở lại vấn đề thì có một cái yếu tố tương đối mới lạ ở tập phim này đấy là thường lệ thì các cái công nghệ tinh vi của phim sẽ được đặt ở tương lai xa khi mà nền văn minh phát triển và có nhiều loại công nghệ quái dị nhưng phim này bối cảnh là năm 1969 khi người mỹ thành công lên mặt trăng nó làm cho cái công việc của hai nhân vật chính được logic và vĩ đại hơn nhiều tập 4 may gì đây là tập phim được chấm điểm thấp nhất trên imdb với con số khiêm tốn là 5.3 kể về một đám săn tin vô cùng chuyên nghiệp trong đó có Boo nữ chính tập phim trong một lần tác nghiệp khiến một celeb phải tự tử. trong khi đấy đám đồng nghiệp thì lại bất chấp tất cả để mà có được những bức hình. thế là cô muốn từ bỏ công việc kiếm tiền từ đời tư người khác này. ở thành phố xét xa xôi có một nữ minh tinh là ngôi sao của loạt phim truyền hình nhưng mà cô cũng chả phải là một bông tuyết trong sạch. thì th sau xét quay hôm đó cô về nhà thầm chút cồn với cả chất kích thích rồi bị đứt tay. trong cơn mê sảng cô có một quyết định sáng suốt nhất cuộc đời đấy là lái xe trong mưa khi đang trốn để mua băng gạc cô gái tung bay sát một người xét nào đó và chạy trốn sáng hôm sau cô ca sĩ biến mất hoàn toàn và như không có gì xảy ra quay lại với bô cuộc sống không thọc mạch các ngôi sao khiến bô nghèo và thật tình cờ là rất nhiều tiền đang được treo cho bức ảnh của cô diễn viên nổi tiếng kia thế là bằng thao tác nghiệp vụ với cả ý đồ đạo diễn thì bô tất nhiên là mò ra được phát hiện ra cô diễn viên có vẻ đang sang chấn nhưng mà tin mình đi sự thật nó lại khác hoàn toàn những gì chúng ta tưởng tượng phải nói là tập này khiến mình bất ngờ hoàn toàn đến tận những phút cuối. Tập phim này thì nó lại không nặng nề về tâm lý mà nó chỉ hơi mang hướng bí ẩn trinh thám một chút. Các diễn viên từ chính đến phụ làm tốt nhiệm vụ của mình trong câu chuyện. Có cái là nhiều tình tiết hơi thiếu logic về kiểu điêu điêu ấy. Thật ra thì mình lại thấy thích cái tập này nhất trong cả series. Thứ nhất là vì nó thật sự khiến mình bất ngờ về tình tiết bẻ lái cuối cùng. Thứ hai là có chút thần thoại trong câu chuyện. Thứ ba là vẫn có đấu tranh nội tâm của nhân vật chính khiến nó đảm bảo đủ những yếu tố để mọi người xem bị hấp dẫn ấy. Điều khiến khán giả chê thì có lẽ là vì phim này hoàn toàn chả có một cái sự xuất hiện của công nghệ gì mới lạ tác động đến đời sống con người và kỹ xảo cũng có vẻ hơi bị phèn phèn bị che giấu vào những cái phân cảnh buổi tối và vì không có công nghệ nên nó cũng mất cái chất khoa học viễn tưởng. Cơ mà nếu xét đến cốt truyện và nếu nó đứng như là một phim lẻ thì mình khá là thích. Tập cuối cùng của series là Demon 79, có số 79 vì nó diễn ra vào năm 1979 tại phía Bắc nước Anh. Bộ phim là về cái quá trình tha hóa của một cô gái nhập cư gốc Ấn, làm công việc đo giày cho khách. Cô gái này có tiểu sử là mẹ bị tâm thần nên là bằng một cách nào đấy vào một ngày đẹp trời, cô nhìn thấy và giao tiếp được với quỷ. Con quỷ tỉ mẩn bảo cô người Ấn giết ba mạng người để hiến tế, nếu không thì Mỹ sẽ ném bom hạt nhân Nga và hủy diệt cả thế giới quỷ này chăm xem bản tin 19 giờ phết sau đó là một chuỗi những cái pha hành thích đầy ly kỳ của cô gái gốc ấn và một cái kết như những gì con quỷ đã vẽ ra tập này thì hoàn toàn chẳng có cái vai của gương đen nó chả có một thứ công nghệ nào tối tân xuất hiện thứ chúng ta có là một cái bùa quỷ bằng đá và một cô gái gốc ấn có đôi mắt rất hợp để làm sát nhân thậm chí tập này còn chả có plot twist Mọi thứ cứ từ từ xảy ra như những gì mà con quỷ đã nói Có cái phân cảnh cuối nghệ phết các bạn nên tự xem và tận hưởng. Mình cảm thấy là mùa 6 của gương đen có vẻ như là đang khai thác những khía cạnh mới, sẽ không dừng lại ở sự châm biếm dành cho công nghệ và cách mà nó từ từ len lỏi và gây hại cho xã hội loài người. Đã bắt đầu xuất hiện những cái thần thoại, những cái tôn giáo này, yếu tố tâm linh này, có ý kiến cho rằng là gương đen mất chất và lạc lối là không hoàn toàn chính xác. Mình nghĩ vậy, bản thân mình thấy series này vẫn đang đầy cái sự sáng tạo và có thể vì đang chuyển mình sang những khía cạnh mới nên là có nhiều điểm cần kinh nghiệm để mà khai thác thêm. Gương đen là cái series duy nhất mà mỗi tập phim đều mang lại một cảm xúc mạnh gì đó cho mình cảm giác mình muốn tìm hiểu và biết nhiều hơn về nó và mình thật sự rất là ngóng chờ mùa 7 của series khi mà biên kịch đã có những cái nhìn khách quan đã nhận được những cái nhận xét tiêu cực của truyền thông để mà rút kinh nghiệm và sửa đổi gương đen mùa 6 không tệ nhưng mà cũng chưa xuất sắc khán giả mong đợi nhiều hơn bởi vì những cái mùa đầu đầy bùng nổ vẫn châm biếm nhưng mà không dừng lại chỉ ở công nghệ câu chuyện vẫn đủ lôi cuốn nhưng mà có những tập cảm giác bị hơi hợt đây là vịt xin chào và hẹn gặp lại